Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Tập 475. Thần Đạo Đan Tôn chương 4749, người chen ngang. Đó là người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, thân mặc cẩm bào màu xanh, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Đối với chen ngang, đại đa số người khẳng định ôm thái độ khó chịu, bởi vậy, thật nhiều người đều là bất mãn kêu lên. Ngươi cút về chỗ của mình. Ngươi là ai? Không được quấy rầy trật tự. Người trẻ tuổi áo xanh lộ ra ánh mắt cao ngạo, khinh thường nhìn mọi người, nói chỉ bằng ta là Trương Duy. Trương Duy. Mọi người nhìn nhau, bọn họ không có ấn tượng gì với cái tên này, hiển nhiên không phải danh nhân, ngươi phách lối như thế làm gì? Ca ca ta là Trương Gia, tùy tùng của Ngưu Đằng Phi Ngưu Đế Tử. Trương Duy nói lần nữa, hắn còn bổ sung lai lịch của mình. Hắn vừa dứt lời, không ít người lập tức ngậm miệng lại. Đế tử. Mặc kệ là thế hệ Hoàng Kim, thế hệ Bạch Ngân hay là đế tử đời thứ ba, chỉ cần là người liên quan tới đế tử thì chính là thiên chi kiêu tử, tương lai có khả năng rất lớn trở thành thánh nhân. Cho nên, cho dù Trương Duy chỉ là đệ đệ tùy tùng Ngưu Đằng Phi đế tử, hắn vẫn châu bò. Đây chính là đế tộc uy hiếp, cũng là biển chữ vàng của đế tử. Trương Duy nhìn thấy mọi người im lặng, trong mắt lộ ra thần sắc đắc ý, mặc kệ các ngươi có hậu trường cỡ nào, có thể so sánh với đế tử sao. Cho nên, các ngươi phải ngậm miệng trước mặt bản thiếu. Hắn nghênh ngang đi lên phía trước, hắn chắp tay sau lưng, dáng vẻ rất cao ngạo. Lăng Hàn nháy mắt với Đại Hắc Cẩu, Đại Hắc Cẩu hiểu ý, thời điểm Trương Duy đi tới thì nó duỗi chân ra, ba, Trương Duy không có đề phòng cho nên hắn ngã xuống. Nhưng mà chân ngã cảnh đều có thể vận dụng đạo tắc, đương nhiên sẽ không tùy tiện trượt chân. Hắn đưa tay vỗ lên mặt đất một cái, muốn mượn lực bắn lên, nhưng lúc này có lực lượng to lớn đặt lên lưng của hắn, giống như có ngôi sao đè lên lưng, hắn không thể bật dậy được. Bành, hắn nặng nề ngã xuống đất, mặt mũi đầy cho bụi. Phốc, à, ha ha, mọi người thấy thế đều cười ha hả. Bọn họ kiêng kỵ bối cảnh của Trương Duy, cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không có ngăn cản hắn chen ngang, cũng không đại biểu mọi người sẽ không cười nhạo hắn. Trương Duy đột nhiên ngã xuống, hắn bò dậy cực nhanh, lúc này hắn nhìn sang đám người Lăng Hàn. Hắn không nhìn thấy Đại Hắc Cẩu ngáng chân, bởi vì người này ở gần hắn nhất cho nên có tám thành khả năng là hắn làm. Phải ngươi hay không? Trương Duy đưa tay chỉ vào Lăng Hàn, gương mặt của hắn đầy dữ tợn. Nhưng hắn vừa tự báo lai lịch, hắn có ca ca ôm đùi đế tử, hiện tại có người dám chọc hắn làm sao chịu nổi? Lăng Hàn lắc đầu, ta chán ghét bị người ta chỉ vào. Chán ghét, à, chờ thời điểm ta dẫm ngươi dưới chân, ngươi sẽ càng chán ghét hơn. Trương Duy lạnh lùng nói, ba, hắn lập tức ăn một cước. Dám uy hiếp phụ thân chúng ta, đánh. Đánh cho mụ mụ của hắn cũng không nhận ra. Đám tiểu oa nhi lao tới ra tay đánh Trương Duy. Tu vi tiến cảnh của các nàng thật không thể tưởng tượng nổi, căn bản không cần tài nguyên tu luyện gì, các nàng vẫn tăng tu vi nhanh như bay. Hiện tại đã là chân ngã cảnh, cho nên mới có thể xếp hàng chung với Lăng Hàn, mà nữ hoàng cùng hổ nữ chỉ có thể đi đội ngũ sinh đan cảnh. Trương Duy vẫn có chút thực lực, bằng không hắn khó ôm bắp đùi, hắn cũng không dám có lòng tin như thế, dù sao không thể đẩy cửa đá thì hắn cũng là người mất mặt. Hắn một đấu một chưa hẳn là đối thủ của một tiểu oa nhi, huống chi là 7-1, cho nên hắn không có lực chống cự, cho nên hắn chỉ có thể bị đánh đập tàn nhẫn. Không qua bao nhiêu chiêu, hắn bị đánh mặt mũi bầm dập, thoi thóp. 7 tiểu oa nhi vỗ vỗ tay, bọn họ cười hì hì. Phụ thân, chúng ta làm tốt không? Đại oa còn tranh công với Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, xinh đẹp. 7 tiểu oa nhi mặt mày hớn hở, các nàng rất vui mừng. Mọi người nhìn thấy, đều nhe răng, đoàn người này cũng quá bạo lực, dám đánh người trước cửa học viện, hơn nữa còn đánh người có quan hệ với đế tử. Ăn tim hùng gan báo hay sao? Nhưng mà, vị giáo chủ học viện kia nhìn thấy rõ ràng nhưng không ngăn cản. Lúc này, người phía trước hoặc thành công hoặc là đào thải, cuối cùng đến phiên đám người Lăng Hàn, Cẩu ra tới trước. Đại Hắc Cẩu đi lên, dùng sức đẩy, cửa đá bị mở ra, nó tiến vào trong và cánh cửa khép kín, không có khả năng cho người ta chui vào chỗ trống. Sau đó là Tiểu Thanh Long, sau đó là 7 tiểu oa nhi, tất cả qua cửa quá dễ dàng. Lăng Hàn đi cuối cùng, hắn đi lên phía trước và ấn một cái, một cỗ lực lượng lập tức bắn ngược trở về, hắn hơi tăng lực và cánh cửa bị đẩy ra. Sau khi tiến vào cánh cửa sẽ thấy thế giới khác,
nhưng nơi này rất nhỏ, phía trước có một người ngồi xếp bằng. Tiếp ta một chiêu là có thể qua ải, người này nói. Lăng Hàn sử dụng thần thức dò xét, hắn có nắm chắc. Đây cũng không phải là người thật, mà là cùng loại với khí linh tầm thường tồn tại, do thiên địa đạo tắc ngưng tan thân thể, bởi vậy, liền ngũ quan đều là hoàn toàn mơ hồ. Chân NGADE ngũ hình, người này nói xong, sau đó hắn xuất kích, đạo tắc như kiếm bắn nhanh về phía Lăng Hàn. Chân ngã đệ ngũ hình, Lăng Hàn kinh ngạc, nhưng hắn là đệ thập hình, xưa nay chưa từng có lẽ sau này cũng không có ai. À, dù sao không có ai có thể dò xét, cho nên đối phương chỉ có thể nhìn ra Lăng Hàn đột phá đệ tứ hình đỉnh phong, nhưng cụ thể đột phá mấy lần thì không thấy rõ ràng. Nói cách khác, mặc kệ là đệ ngũ hình hay vẫn là đệ lục hình, đệ thất hình, cho nên khí linh sẽ đối xử như nhau. Uy lực một kích này tương đương đệ ngũ hình đỉnh phong. Nói cách khác, đệ ngũ hình rất khó tiếp được, nhưng nếu là đệ lục hình thì dễ dàng. Dù sao, Học viện Tổ Vương muốn tuyển chọn chính là thiên tài tương lai có thể trở thành tôn giả thậm chí thánh nhân mới, có thể hình thành cục diện thịnh thế ngàn vạn thiên kiêu cạnh tranh đế vị. Điểm cuối cùng chỉ có thể là hóa linh cảnh thậm chí là giáo chủ. Nào có tâm tư bồi dưỡng những kẻ này, làm thế là lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Thời điểm hắn nghĩ như thế, công kích đã đánh tới trước mặt. Lăng Hàn không có xuất thủ ngăn cản, màn sáng tinh thần tạo ra, bành, một kích này không thể phá được một khe nhỏ trên màn sáng tinh thần. Kẹt, ở địa phương nhỏ này xuất hiện cánh cửa, từ đó đại biểu Lăng Hàn có thể rời đi. Hắn tiến vào, chỉ thấy nơi này vẫn có một người đang ngồi. Đánh bại ta là qua ải, người này nói. Nó cũng là đạo tắc tạo thành, căn bản không phải người thật. Như vậy không cần khách khí, Lăng Hàn xông lên đánh đối phương răng rơi đầy đất. Quả nhiên, cánh cửa đá lại mở ra ba cửa ải đã qua, việc này không có nghĩa hắn đã vào Học viện Tổ Vương, mà là thu được tư cách kiểm tra vòng thứ hai. Đi ra khỏi cửa đá, Lăng Hàn phát hiện mình đi vào bên trong Học viện Tổ Vương, cửa đá kia có tác dụng truyền tống, mặc dù khoảng cách truyền tống ngắn đến đáng thương. Nữ hoàng, đại hắc cẩu đã qua ải, hắn đi tới đây chờ bọn họ. Vòng thứ hai, phỏng vấn, sau khi thông qua thì có thể trở thành một thành viên trong Học viện Tổ Vương. Có người từ tốn nói, đó là một tên cường giả giáo chủ. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4750, bình thường như thế. Không hổ là Học viện Tổ Vương, khắp nơi đều có cường giả giáo chủ tọa trấn. Tại sao là giáo chủ? Đó là nhân vật có thể khai tông lập phái, cho dù đi tới nơi nào cũng được tôn kính như thượng khách. Nhưng ở nơi này, giáo chủ biến thành chân chạy, cũng không hiếm thấy. Người có thể vượt qua ba cửa ải đã ít lại càng ít. Phía trước là một cái sân, thời điểm mọi người đi tới đã thấy có một đám người ủ rủ đi ra. À, chính là đệ ngũ hình, kết quả vẫn bị đào thải. Ai, ta cũng tu ra thất đỉnh nhưng không hợp cách. Đúng thế, bằng vào tư chất của chúng ta đủ là đạo tử của đại giáo, tại sao không thể qua ải? Nơi này cần tư chất biến thái cỡ nào? Những người này vừa đi vừa nhổ nước bọt, mặt mũi không phục và không cam lòng. Nghe thấy bọn họ nói, sắc mặt đám người mới tới biến hóa, dựa vào tư chất đệ ngũ hình, thất đỉnh cũng bị đá ra khỏi cửa. Kẻ kế tiếp, có một tên đạo đồng trong cửa nói với đám người Lăng Hàn, tranh thủ thời gian, không nên lề mà lề mề. Tất cả mọi người hơi khiếp đảm, không dám trước lên đầu tiên. Cẩu ra tới, đại hắc cẩu đi tới đầu tiên. Một lúc sau, đạo đồng kinh ngạc, hắn nói với đám người bên ngoài, kẻ kế tiếp. À, người, không, con chó kia chưa đi ra, nói rõ qua ải rồi. Tất cả mọi người đỏ mặt, chẳng lẽ bọn họ còn thua cả con chó. Ta đến, lúc này có người đi vào, nhưng qua vài giây hắn xám xịt rời đi. Hiển nhiên, hắn không thành công. Kẻ kế tiếp. Đạo đồng mặt không biểu tình, hắn lại kêu lên. Lần này không có người chen lấn. Chúng ta đi. Bảy tiểu oa nhi nhao nhao đứng dậy. Tình huống như thế nào? Đạo đồng cũng ngây người, bảy tiểu oa nhi đồng thời thông qua ba cửa. À, hắn hiểu ra, các nàng nhất định cố ý áp chế thân thể trưởng thành, nếu không, nhìn dáng vẻ 4-5 tuổi của các nàng làm sao có thể tu hành tới cảnh giới hiện tại. Từng người vào, hắn vội vàng nói, ai, thật sự là tùy hứng. Đại oa giang tay ra, được rồi, cứ nghe hắn. Đám tiểu nhi xếp hàng,
do Đại Oa đi vào đầu tiên. Chỉ là một hồi, Đạo Đồng lại kinh ngạc nói với Nhị Oa, kẻ kế tiếp, "A, qua ải rồi." Mọi người đều nhe răng, vừa rồi là con chó, hiện tại một tiểu oa nhi qua cửa, bọn họ không thành công. Rất nhanh, bảy tiểu oa nhi đều qua ải. Kẻ kế tiếp. Đạo Đồng tiếp tục nói, lần này có người đi vào, hắn vọt vào trong sân, kết quả không đến 3 giây đồng hồ đã chạy ra. Thất bại. Khốn kiếp, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, chó cùng tiểu oa nhi có thể qua cửa những thiên tài như bọn họ lại không được. Xem long ra các ngươi. Tiểu Thanh Long nghênh ngang đi lên. Mọi người càng buồn bực, hiện tại cả thằn lằn cũng chào phúng bọn họ. Càng làm cho bọn họ buồn bực là, Đạo Đồng nhanh chóng hô lên kẻ kế tiếp, hiển nhiên Tiểu Thanh Long không bị đuổi ra ngoài, hắn đã qua ải. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn cất bước tiến lên. Tất cả mọi người lắc đầu, xem ra chỉ có quái thai mới qua cửa, ngươi quá bình thường hiển nhiên không qua ải. Lăng Hàn tiến vào sân nhỏ, chỉ thấy có một lão giả đang uống trà. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, đầu tiên là hững hờ, sau đó hắn lộ ra vẻ mặt cổ quái. Lăng Hàn, nha, tiền bối nhận ra tại hạ. Lăng Hàn cười nói, kẻ này chính là cường giả giáo chủ, nếu không cũng khó trấn áp đám thiên tài bên ngoài. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trong ánh mắt có sát ý. Lăng Hàn biết rõ hắn là đế tộc nào đó, cho nên trời sinh không ưa hắn. Tên giáo chủ này tên là Bách Lý Đông, tự nhiên là người của Bách Lý gia, có thể nói, thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn thì hắn muốn phất tay đánh chết đối phương. Nhưng không được, phía sau Lăng Hàn còn có một vị thánh nhân tay cầm đế binh, giết Lăng Hàn sẽ dẫn đại họa cho Bách Lý gia. Bách Lý Đông giống như ăn con ruồi, hắn cảm thấy rất buồn nôn, nhưng lại không thể không nhịn quyết tâm, nói, phóng thích chân ngã ra đi. Đây là cửa ải cuối cùng, kiểm tra tư chất. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn thả hủy diệt chân ngã ra. Các chân ngã khác đều là 9 màu, quá chói mắt, nói rõ cho người khác hắn tu ra đệ cửu hình. Như vậy chẳng khác gì dẫm vào mặt thế hệ hoàng kim, nói không chừng sẽ có một ít đế tộc bí quá hóa liều. Không tiếc trả giá lớn đánh chết hắn, cho nên hắn nên khiêm tốn một chút, chỉ cần tất cả mọi người tuân theo quy củ thì hắn không. Dợ, a, Bách Lý Đông rất kinh hãi, không phải bởi vì chân ngã Lăng Hàn quá trâu bò, mà là quá bình thường. Người ta chỉ cần tu tới đệ ngũ hình, chân ngã cũng tiến hóa thành lưu ly thai, ngọc thai, tử thai, đạt tới đệ thất hình, thậm chí sẽ xuất hiện chân ngã 3 màu, 4 màu, 5 màu. Ở hắn nghĩ Lăng Hàn yêu nghiệt như thế, chân ngã của hắn cũng phải 5 màu. Tại sao hiện tại bình thường như thế? Cái này. Hắn trầm ngâm, chẳng lẽ hắn bị phế đi sao? Theo lý tới nói, tư chất như vậy không có tư cách tiến vào học viện tổ vương, hắn đại khái có thể bảo Lăng Hàn rời đi, chỉ cần nói ra chân tướng, không có người nào chỉ trích hắn công báo tư thủ. Nhưng bỏ mặc Lăng Hàn ra bên ngoài, có trời mới biết hắn sẽ có tạo hóa gì, vạn nhất hắn mạnh lên thì sao? Không bằng lưu hắn trong học viện, chân ngã yếu như thế, dù cho bước vào hóa linh cũng chỉ là rác rưởi, không đáng để lo. Đúng, cứ như vậy, chỉ cần cột hắn trong học viện, hắn không thể tạo ra bọt nước gì, đời này xem như xong. Hơn nữa, Lăng Hàn ở đây, tương đương với hắn nắm nhược điểm của Cửu Sơn Thánh Nhân, tin tưởng Cửu Sơn Thánh Nhân sẽ ra sức đối kháng âm hồn. Không sai, chủ ý này rất khéo. Được, ngươi qua ải. Bách Lý Đông thản nhiên nói, phất phất tay, từ hậu viện rời đi, tự nhiên sẽ có người dẫn ngươi làm thủ tục. Hắn làm việc thiên tư, nhưng không quan trọng, bởi vì Lăng Hàn yêu nghiệt thiên hạ đều biết, cứ nhìn vào việc này, hắn thả Lăng Hàn qua ải cũng hợp tình lý đúng hay không. Lăng Hàn mỉm cười, hắn nhanh chân đi ra sân nhỏ. Quả nhiên, nơi này có thật nhiều gã sai vặt, sau khi thấy hắn đi ra liền nói, đại nhân, ta dẫn ngươi đi làm thủ tục. Lăng Hàn đi theo hắn làm thủ tục nhập viện. Kỳ thật chỉ đăng ký thân phận và tu vi. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn ghi tu vi là chân ngã đệ thất hình, phù hợp với thân phận yêu nghiệt của hắn, nhưng cũng không đến mức làm đế tộc điên cuồng, không tiếc bất cứ giá. Nào xử lý hắn? Đám người nữ hoàng, đại hắc cẩu đứng ở trước mặt của hắn, đám người hội hợp và rời đi. Mỗi người đều có biệt viện nhỏ, còn có thể căn cứ ưa thích mà lựa chọn tôi tớ xử lý một chút việc vặt. Lăng Hàn không muốn, trên người hắn có quá nhiều bí mật, cũng không muốn bên cạnh có tai mắt của đế tộc. Dàn xếp không bao lâu đã có người tới tìm phiền toái. Trương Duy dẫn đội. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com
Thần Đạo Đan Tôn chương 4751, căm phẫn rời đi. Ca, chính là hắn. Trương Duy thăm dò xung quanh, hắn chóng phát hiện ra Lăng Hàn, lập tức đưa tay chỉ vào đối phương. A, hắn tiến vào nhanh như vậy. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, Trương Duy trước đó bị đánh nằm xuống đất, cho dù tư chất của hắn qua ải cũng không thể tìm được hắn nhanh như thế. Trừ phi, hắn không có đi kiểm tra, mà là trực tiếp chạy đi tìm người. Ca ca của hắn là Trương Gia, chính là tùy tùng một tên đế tử. Lăng Hàn nhìn sang, bên cạnh Trương Duy còn có ba người, một người trong đó có phần giống Trương Duy, nhìn hắn lớn tuổi hơn một chút. Vậy đại khái chính là Trương Gia. Quả nhiên, người kia sải bước đi tới, hắn đi tới trước mặt Lăng Hàn mới ngừng lại. Nhưng mà, hắn không có xuất thủ, hắn chỉ cười nói, vị sư đệ này, xưng hô như thế nào? Lăng Hàn lắc đầu, ngươi còn chưa có tư cách gọi ta là sư đệ. Trương Gia giận dữ, hắn không có tư cách. Bản thân hắn chính là thiên tài, nếu không cũng không có khả năng bị học viện Tổ Vương thu nhận. Hơn nữa, hắn hiện tại ôm đùi một tên đế tử, dù rất nhiều người có thiên phú, địa vị cao hơn hắn cũng phải khách khách khí khí. Ta chỉ tiên lễ hậu binh, ngươi dám không cho ta mặt mũi. Ha ha, đúng là ngông cuồng. Hai tên trẻ tuổi khác cười lạnh. Trương huynh, không cần khách khí với loại người này, trực tiếp đánh phục là được. Trương Gia gật gật đầu, chỉ vào cái mũi. Lăng Hàn và nói, cho thể diện mà không cần, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự ăn ác quả. Lăng Hàn cười ha ha, có một điểm ngươi rất giống đệ đệ của mình, đều thích dùng tay chỉ người khác, mà ta cực kỳ chán ghét như thế. Thì tính sao? Trương Gia ngạo nghễ nói. À, Lăng Hàn xuất thủ, hắn tát Trương Gia nằm trên mặt đất. Lần này thế giới thanh tĩnh, Trương Gia bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Móa. Hai người trẻ tuổi khác trợn mắt, tình huống như thế nào, đây chính là Trương Gia đấy. Ba người bọn họ đều là tùy tùng của Ngưu Đằng Phi, tu vi cùng thực lực đều tương đương nhau, cho nên Trương Gia bị một tát đánh gục, bọn họ có đi lên cũng chỉ bị đánh mà thôi. Cút! Lăng Hàn thản nhiên nói, hắn lười quan tâm đám tiểu lâu la như thế. Đi! Hai tên tùy tùng khác vội vàng xoay người rời đi, mà Trương Duy mang theo Trương Gia xám xịt chạy khỏi nơi này. Có rất nhiều người nhìn thấy và hưng phấn nói với nhau. T, người mới tới thật châu bò nha, dám đánh người của đế tử. Ha ha, hiện tại có thể ngông cuồng, chờ sau đó Ngưu đế tử đến, hắn sẽ cúi đầu xin lỗi. Đó là các ngươi suy đoán, các ngươi biết hắn là ai không? Ai vậy? Lăng Hàn, sát thủ đế tử. Cái gì? Lăng Hàn nổi danh như vậy, khẳng định có người nhận ra hắn, chờ sau khi nói ra thân phận của hắn, có rất nhiều người khiếp sợ. Người nào không biết danh tiếng Lăng Hàn? Nghe nói, mấy tên đế tử đã chết trong tay hắn, trước đó còn dẫn tới năm đế tộc liên thủ đi Cửu Dương Thánh Địa đòi người. Không nghĩ tới Cửu Sơn Thành Thánh, trong tay cầm đế binh, trực tiếp dọa năm đế tộc lui trở về. Nhưng mà, thời gian 10 năm qua không nghe tin tức của Lăng Hàn, vốn có người cho rằng hắn kiêng kỵ đế tộc nên mai danh ẩn tích, không nghĩ tới bây giờ lại xông ra, trực tiếp đối đầu với đế tộc. Sát thủ đế tử, danh bất hư truyền. Chuyên chọc đế tử. Tất cả mọi người yên tĩnh chờ xem náo nhiệt. Một lúc sau, đám người Trương Duy, Trương Gia lại tới, mà lần này còn có một người trẻ tuổi khí vũ bất phàm, toàn thân tỏa ra ánh sáng ấm áp xuất hiện. Đế tử, Ngưu Đằng Phi. Vị đế tử này nhìn lên người Lăng Hàn, hắn hiểu ra và nói, ta nói là ai to gan lớn mật như thế, cũng không bán mặt mũi cho ta, thì ra là Lăng Hàn. Cái gì? Đám người Trương Duy nghe xong lại căng thẳng. Đương nhiên bọn họ nghe qua đại danh của Lăng Hàn, đó là người coi trời bằng vung, nghe nói đế tử cũng bị hắn giết qua, có hắn có thể sống yên lành tới bây giờ cũng là một loại bản lãnh. Hiện tại, bọn họ sinh ra xung đột với đại ma vương như thế, không phải đang tìm cái chết sao? Tiểu tử, nói chuyện âm dương quái khí như thế, có dám đánh một trận? Đại Hắc Cẩu lập tức nhảy ra. Ngưu Đằng Phi giận dữ, hắn cho rằng chỉ có Cửu Sơn Thánh Nhân đứng sau lưng Lăng Hàn. Lăng Hàn vậy cũng miễn cưỡng có thể tính là đế tử, nắm giữ tư cách ngang hàng với hắn, một con chó dám nhảy nhót trước mặt hắn sao? Lăng Hàn, quản tốt xúc vật bên cạnh ngươi đi, hắn nói. Lăng Hàn cười nói, tiến vào học viện, tất cả mọi người là đồng môn, ngươi không xem người khác là đồng môn, ta có nên tìm lãnh đạo học viện phản ứng một chút hay không? Con em ngươi, Ngưu Đằng Phi hít sâu vài lần, hắn áp chế lửa giận trong lòng. Hắn là đế tử đời thứ ba, mà ai cũng biết, Lăng Hàn đã sớm có thể đánh bại tất cả đế tử đời thứ ba, chỉ có thế hệ Bạch Ngân mới có thể đối kháng với hắn.
cho nên hắn hiện tại cưỡng ép dùng sức mạnh chỉ tự rước lấy nhục. Học viện Tổ Vương không trừng phạt học viên tranh tài, chỉ cần đừng đánh tàn hoặc là náo ra mạng người là được, cho nên hắn chủ động khiêu khích còn bị đánh tơi bời, hắn cũng chỉ có thể tự nuốt quả đắng. Tốt, tốt, tốt. Ngưu Đằng Phi oán hận nói, nếu ngươi đã tới thì cứ hưởng thụ đi. Hắn đánh không lại Lăng Hàn, nhưng không phải có thế hệ Bạch Ngân sao, thế hệ Bạch Ngân chơi không lại. Còn có thế hệ Hoàng Kim, bởi vì hắn xuất thân đế tộc, cho nên hắn biết điểm khủng bố của thế hệ Hoàng Kim, đó là nghiền ép làm người ta tuyệt vọng. Lăng Hàn đã là công địch của đế tộc, cho nên chỉ cần biết rằng Lăng Hàn tới, tin tưởng sẽ có rất nhiều đế tử đế nữ cường đại xuất thủ, hung hăng giáo huấn cuồng đồ này. Ngưu Đằng Phi khí thế hùng hổ mà đến, lại xám xịt mà chạy, đám người xem náo nhiệt cảm thấy thất vọng. Đúng vậy, chờ mong lâu như thế nhưng không đánh nhau. Đây chỉ là việc nhỏ xem vào, học viên xem như bình an vô sự. Lăng Hàn hiểu rõ, học viện Tổ Vương có quy tắc rất đặc biệt. Bình thường, ngươi không hiểu gì về võ đạo hoàn toàn có thể đi thỉnh giáo đạo sư trong học viện, giáo chủ trả lời không được, tôn giả sẽ trả lời, nếu là giả cũng trả lời không được, thánh nhân sẽ trả lời. Nhưng tài nguyên tu luyện phải do bản thân tranh đoạt. Cách mỗi một tháng, học viện sẽ cử hành luận võ quyết ra 10 hạng đầu trong mỗi một cảnh giới, chỉ có 10 người đứng đầu mới thu được tài nguyên, hơn nữa là lượng lớn. Học viện Tổ Vương cũng không phải nơi từ thiện trợ giúp mọi người cùng nhau trưởng thành, sai, nơi này là cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Bởi vì nơi này muốn bồi dưỡng là Tổ Vương tương lai, nếu không trở thành người cạnh tranh đế vị, không có thiên phú và thực lực, ngươi có giá trị bồi dưỡng gì chứ? Cho nên, mỗi người nơi này đều đang liều mạng khổ tu. Mỗi cái cảnh giới chỉ có 10 người đạt được tài nguyên, ý vị sẽ có rất nhiều đế tử trắng tay, có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt. Lăng Hàn rất chờ mong, lần tranh tài tiếp theo sẽ bắt đầu khi nào? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4752, Đinh Thụ tới. Không qua mấy ngày, học viện Tổ Vương lại nghênh đón một yêu nghiệt, Đinh Thụ. Hắn một tiếng hót lên làm kinh người, nắm giữ chân ngã tám màu, dọa một đống người sợ. Hãi, một tên thánh nhân tọa trấn học viện cũng bị kinh động, tự mình khảo nghiệm một chút, lúc này lại muốn thu Đinh Thụ làm đồ đệ. Làm cho người ta chấn kinh chính là Đinh Thụ cự tuyệt. Lăng Hàn biết rõ, Đinh Thụ vẫn giấu nghề, gia hỏa này chính là chân ngã đệ cửu hình, nên nắm giữ chân ngã chín màu. Nếu hắn thể hiện ra chín màu, có lẽ không phải là thánh nhân thưởng thức hắn, mà là đế tộc chọn dùng các biện pháp xử lý hắn. Cho nên, Đinh Thụ còn không có đạt tới đệ cửu hình đỉnh phong, chỉ cần lộ ra những chân ngã chưa đạt tới đệ cửu hình, tự nhiên là có thể lừa dối qua ải. Hắn khác với Lăng Hàn để lộ ra đệ thập hình nhưng hiệu quả lại giống nhau, đó chính là thích hợp giấu dốt. Nhưng mà, hình thái tư liệu chân ngã của Lăng Hàn lại bại lộ. Hiện tại người trong học viện đều biết rõ, mặc dù Lăng Hàn tu ra đệ thất hình, chân ngã của hắn lại bình thường không gì sánh được. Việc này cũng kinh động vài đại lộ, cố ý gọi Lăng Hàn tới tiến hành kiểm tra lại, kết quả xác nhận đồn đại. Tin tức truyền ra, học viện bỗng nhiên sôi trào. Lần này cũng không phải chấn kinh vì thiên phú của Lăng Hàn cao, mà là quá yếu. Lập tức, có thật nhiều học viên liên thủ thượng thư yêu cầu đá Lăng Hàn ra khỏi học viện. Có dạng người này trong học viện, đây không phải đang bôi đen học viện hay sao? À, tương lai xuất hiện một tổ vương, nói mình đã từng ở chung với kẻ yếu như vậy, không phải là vết nhơ cả đời sao? Các đại lão thương lượng với nhau, quyết định cho Lăng Hàn một cơ hội. Trong lần tỉ thí tiếp theo, nếu như Lăng Hàn có thể xông vào 20 người đứng đầu, hắn có thể tiếp tục ở lại học viện, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Yêu cầu này không tính quá cao, dù sao không có đòi hỏi Lăng Hàn tiến vào trước 10, nhưng cũng tuyệt đối không thấp, trước 20 đấy, dựa vào chân nga bình thường. Tin tức truyền khắp học viện, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, Lăng Hàn là gia hỏa quật khởi mạnh. Mẹ có thể tiếp tục trình diễn kỳ tích hay không, vẫn là bị đuổi ra khỏi cửa, xám xịt xéo đi. Đinh Thụ đi tới tìm Lăng Hàn. Uy, ngươi dùng biện pháp gì có thể làm chân ngã biến thành phàm thai? Hắn vô cùng hiếu kỳ. Người khác không biết, chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng hay sao? Lăng Hàn đã tu ra đệ cửu hình, cũng là yêu nghiệt giống như hắn, cho nên Lăng Hàn làm sao có thể biến thành phế vật? Lăng Hàn mỉm cười, vốn chính là như thế, có phải ngươi suy nghĩ nhiều hay không? Đinh Thụ lườm hắn,
có phải ngươi đang chuẩn bị hãm hại ai không? Lăng Hàn giang tay ra, cách làm người của ta rất khiêm tốn. Ha ha, Đinh Thụ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, hiển nhiên hắn không tin. Không nói ta, không phải ngươi cũng cố ý hiển lộ chân ngã tám màu sao? Lăng Hàn cười nói, thế nào, có muốn ta lấy lại chính danh thay ngươi, ngươi đã tu thành đệ cửu hình. Đinh Thụ không nói, hắn nhìn Lăng Hàn, lần tỉ thí tiếp theo sẽ diễn ra vào 5 ngày sau, ngươi sẽ không thực sự chỉ muốn lăn lộn tới 20 vị trí đầu đấy chứ. Ha ha, ngươi muốn đọ sức với ta sao? Lăng Hàn cười nói. Vậy ngươi nên kiềm chế một chút, còn chưa có đụng tới ta đã bị đào thải. Đinh Thụ đứng dậy rời đi. Được lắm, ngươi cũng không nên thua kém, nơi này nói không chừng có cao thủ. Lăng Hàn cười cười, Đinh Thụ chỉ cười ha ha, hắn cũng không nói lời nào, dường như khinh thường đáp lại. Tại nơi của Ngưu Đằng Phi, cái gì, chân ngã của tên kia đúng là phàm thai. Ngưu Đằng Phi lập tức đứng lên, gương mặt hắn đầy hận ý. Đệ thất hình, hắn lại tu ra phàm thai. Hắn sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả, hắn là đế tử, hắn muốn tư liệu của Lăng Hàn không khó. Thật sự đã bị hắn hù dọa. Ngưu Đằng Phi dừng cười to, người có tên, cây có bóng. Trước đó Lăng Hàn biểu hiện quá nghịch thiên, đánh cho đế tử đời thứ ba mất hết mặt mũi, hắn cũng không dám trêu chọc. Hiện tại ta cũng là đệ thất hình. Hắn bóp bóp nắm tay, không giống Lăng Hàn, không đi ra ngoài thám hiểm sẽ không có khả năng thu hoạch đầy đủ tài nguyên tu luyện. Nhưng hắn là đế tử, hắn có nhiều tài nguyên tu luyện, căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Cho nên, hắn đã bước vào đệ thất hình, đuổi sát thế hệ Bạch Ngân. Đế tử, có phải ngươi muốn đi tìm tên kia giáo huấn hắn hay không? Trương gia hỏi, hắn vẫn còn ghi hận Lăng Hàn trong lòng. Ngưu Đằng Phi trầm ngâm một lúc, hắn lắc đầu. Tiểu tử kia là trận đạo tông sư, nắm giữ tinh bộ. Cho nên, hắn đánh không lại còn có thể chạy. Trước đó không phải không có thế hệ Bạch Ngân giao thủ với hắn, tất cả đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhưng mà, thời điểm học viện tỉ thí chỉ có thể diễn ra trong khu vực cố định, gia hỏa này có tinh bộ cũng không thể phát uy. Ha ha, đến lúc đó, hắn sẽ bị đòn. Hắn như đã tính trước kỹ càng, ta sẽ vận dụng quan hệ làm tên kia phải đứng ra chiến đấu với ta, ta sẽ đánh bại hắn trước mặt mọi người để trọng trấn uy danh đế tộc. Hắc hắc, đế tử cao minh. Trương gia lập tức vỗ mông ngựa. Hai người khác đi vào, nói, Lăng Hàn lúc trước làm càn, đắc tội nhiều đế tộc như vậy. Nếu do đế tử ngài đánh bại Lăng Hàn, như vậy đế tử của Tử Vi đế tộc, Huyền Phong đế tộc cũng thiếu nhân tình của ngài. Kể từ đó, danh tiếng đế tử thậm chí có thể vượt qua thế hệ Hoàng Kim. Trước đó tất cả mọi người nói với nhau, chỉ có thế hệ Hoàng Kim mới có thể áp chế Lăng Hàn, nếu như Ngưu Đằng Phi có thể làm được, tư chất của hắn có thể đặt song song với thế hệ Hoàng Kim. Ngưu Đằng Phi cao ngạo, hắn nhất định phải làm anh hùng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, một ngày sau đó, học viên trúc cơ cảnh giao đấu trước tiên. Lăng Hàn không có tiến hành chú ý, bởi vì người bên cạnh hắn có cảnh giới thấp nhất cũng là sinh đan cảnh, đi xem một đám tiểu đệ đệ, tiểu muội muội không quen biết. Đánh nhau có ý gì? Một ngày sau là học viên chú đỉnh cảnh giao đấu, một ngày sau đó là học viên sinh đan cảnh giao đấu. Có hai cái kiều thê tham dự, Lăng Hàn sẽ đi cổ động, hắn sớm tới sân thi đấu, nơi này đã được thánh nhân xuất thủ ra cố qua. Đừng nói sinh đan cảnh đại chiến, cho dù giáo chủ chiến đấu cũng không tạo thành phá hư quá lớn. Nữ hoàng và hổ nữ có tư chất sánh ngang đế tử, nhưng cho dù hiện tại tu hành đế kinh, kiêm tu thể thuật, thế nhưng chỉ có thể so sánh với đế tử bình thường. Còn tốt, phần lớn đế tử đều đã bước vào chân ngã cảnh, cho nên hai nữ phân biệt đứng thứ tư và thứ năm, thành tích này không tính là kém, thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Tranh tài kết thúc, Lăng Hàn rời đi, hắn đụng phải Ngưu Đằng Phi. Ngày mai, ta sẽ đánh ngươi tẻ ra quần. Tên đế tử này nói ra, hắn cười nói rất cao ngạo. Lăng Hàn cười ha ha, hắn tin tưởng tên này đang thả đạn khói. Ta rửa mắt chờ xem. Hắn cười cười, ngày mai hắn sẽ đánh đối phương tẻ ra quần. Các bạn đang nghe truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4753, giao đấu bắt đầu. Một ngày trôi qua, chân ngã cảnh giao đấu bắt đầu. Lần trước 20 người đứng đầu không tham dự thi tuyển, do những người khác đánh trước. Quyết ra đại khái 2-30 người mới bắt đầu khiêu chiến, cũng khiêu chiến 20 người đứng đầu lần trước, thắng sẽ thay vào, bại mất đi tư cách.
cho nên Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long đều tham gia thi tuyển. Có hơn 300 người, bởi vậy đại khái sẽ đánh 4 vòng, chỉ còn lại 20-30 người thì dừng. Sau khi rút thăm, đối thủ mỗi người đều được định ra. Đối thủ của Lăng Hàn chính là Ngưu Đằng Phi. À, đúng dịp như thế. Lăng Hàn kinh ngạc, đường đường đế tử lại không chen vào 20 người đứng đầu. Tận lực nhắm vào mình sao? Học viện Tổ Vương chính là nơi các đế tộc liên thủ thành, lập, cho nên Ngưu Đằng Phi động tay chân làm hai người gặp nhau cũng không khó khăn gì. Nhưng mà gia hỏa này sắp nâng đá nện chân mình. Thật sự xem mình là chân ngã phàm thai thì có thể tùy ý khi dễ Lăng Hàn tươi cười, vậy thì đánh hắn thật sảng khoái. Đầu thải vòng đầu tiên bắt đầu, bởi vì người tương đối nhiều, cho nên chia làm ba tổ, Lăng Hàn nhìn một chút, hắn ở tổ cuối cùng. Cứ chờ đi, Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đều là tổ thứ nhất, hai gia hỏa này nhanh chóng đánh bại đối thủ. Bọn họ không có tiến vào ám vân địa ngục, tu vi tiến cảnh không theo kịp Lăng Hàn. Cho dù mỗi ngày gặm đan dược của Lăng Hàn và tài nguyên tu luyện của Cửu Dương Thánh Địa, tiến cảnh của bọn họ cũng không tính là chậm. Về sau, Lăng Hàn trở về đã phân nguyên đạo thạch cho bọn họ, từ đó tiến cảnh của bọn họ tăng nhiều. Cho nên, hai tên gia hỏa đều là chân ngã đệ ngũ hình, không thể so sánh với Lăng Hàn nhưng cũng là cường giả trong cùng cảnh giới. Nhưng nơi này thiên tài tụ tập, bọn họ trải qua vòng thứ nhất chưa hẳn trải qua đào thải vòng thứ hai, vòng thứ ba, dù sao, đệ ngũ hình còn quá thấp. Bảy tiểu oa nhi lại không tham chiến, đầu tiên các nàng không cần tài nguyên tu luyện, thứ hai nơi này có quá nhiều cao thủ, Lăng Hàn sợ các nàng có sơ suất gì đó. Thời điểm tổ thứ hai bắt đầu, Đinh Thụ xuất chiến, cho thấy thực lực đáng sợ, một kích bại địch, phù hợp chiến lược đệ bát hình của hắn. Tổ thứ ba giao đấu mở ra, Lăng Hàn đi vào sân chiến đấu, mà Ngưu Đằng Phi cũng đã đi đến, hắn chắp tay sau lưng và khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cố ý sao? Lăng Hàn hỏi. Không sai. Ngưu Đằng Phi ngạo nghễ gật đầu. Ngươi thật có lòng. Lăng Hàn cười nói, nhưng mà, ngươi không sợ nâng đá nện chân mình sao? Ha ha ha. Ngưu Đằng Phi cười to, nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không có tiến vào 20 người đứng đầu thì thực lực rất yếu. Ngược lại, ta cũng đã là đệ thất hình, bởi vì trước đó có việc nên gần đây quay về học viện, không có tham dự mấy lần bài danh chiến lúc trước. À, thì ra là như thế. Lăng Hàn gật gật đầu, vậy xem ra, lần này ngươi vẫn không tiến vào 20 người đứng đầu. Hừ, ngươi thật cuồng. Ngưu Đằng Phi cười lạnh, tâm niệm vừa động, một cái chân ngã xuất hiện trên đỉnh đầu và tỏa ra ánh sáng năm màu. Thấy cảnh này, không ít người kinh hô lên, cho dù các đại lão trong học viện cũng gật đầu. Chân ngã năm màu, hắn sắp đuổi kịp thế hệ Bạch Ngân. Ân, hắn có thể đứng cuối trong thế hệ Bạch Ngân. Không nghĩ tới kẻ này đạt được cơ duyên nghịch thiên gì, lại có thể tu thành chân ngã năm màu. Nghe mọi người kinh hô, Ngưu Đằng Phi càng cao ngạo, hắn thật sự đạt được đại cơ duyên mới bước vào đệ thất hình, hơn nữa còn tạo thành chân ngã năm màu. Trời phù hộ hắn, hâm mộ không được. Lăng Hàn bóp bóp nắm đấm phát ra âm thanh ba ba ba. Mặc dù còn hơi yếu, nhưng nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, đánh ngươi một trận giãn gân cốt. Ngươi, Ngưu Đằng Phi trợn mắt, ngươi còn lớn lối như thế. Oanh, hắn giết tới và phát động tiên thuật, một con mãng ngưu màu đen xuất hiện, ngưng tụ đạo tắc và năng lượng tầng thứ cao va chạm với Lăng Hàn. Nhất là hai cái sừng châu tỏa ra hàn quang của tiên kim, lực phá hoại tuyệt đối khủng bố. Lăng Hàn mỉm cười, hắn lập tức biến mất tại chỗ, chờ thời điểm xuất hiện lần nữa thì hắn đã ở sau lưng Ngưu Đằng Phi, sau đó hắn xuất quyền tấn công. Hắn không sử dụng bất cứ tiên thuật gì, hắn chỉ dung nhập lý giải võ đạo và hình thành con đường sơ bộ của mình. Tất cả mọi người cho rằng một quyền này thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa quy tắc huyền diệu nào đó. Bành, một quyền đánh Ngưu Đằng Phi không kịp chống đỡ trốn tránh, hắn thừa nhận một quyền và bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Hắn vừa định quay người đứng lên, nhưng một bàn chân đạp vào đầu của hắn, chỉ cần hắn dám dùng lực dãy giụa sẽ dẫm, nát thức hải của hắn. Ngưu Đằng Phi không dám động. Hắn đỏ mặt tới mang tai, hôm qua còn nói sẽ đánh Lăng Hàn tè ra quần. Ai ngờ vừa mới đối mặt thì hắn đã bị đánh nằm dưới đất. Bộ pháp quỷ dị gì thế, có thể bỏ qua thần giác của hắn. Tinh bộ sao? Không có khả năng, nơi này có trận pháp áp chế, không có biện pháp câu thông địa mạch, bằng không hắn sẽ tự rước lấy nhục nhã. Không phải chứ, một quyền đánh ngã. Quá yếu. Có lẽ chân ngã năm màu của hắn là dựa vào thiên tài địa bảo hình thành, nếu không, chiến lực tuyệt đối không yếu như thế. Đúng vậy,
ta thấy một quyền của Lăng Hàn hết sức bình thường, tại sao hắn không có động tác chống cự lại? Ai, đúng là cặn bã. Mọi người đều lắc đầu, còn cái gì đệ thất hình, chân ngã năm màu, yếu ớt. Các đại lão cũng khó hiểu, mặc dù bọn họ cảm thấy một quyền của Lăng Hàn có chút quỷ dị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại hết sức bình thường. Thật sự là Ngưu Đằng Phi quá yếu, nhưng thắng bại đã phân, bọn họ tạm thời không quan tâm nhiều như thế, chờ chiến đấu lần sau kiểm nghiệm thực lực của Lăng Hàn. Chỉ chốc lát, tổ giao đấu thứ ba kết thúc. Sau khi rút thăm lần nữa đã bắt đầu vòng thứ hai. Lần này vận khí Lăng Hàn tương đối tốt, hắn gặp một tên chân ngã đệ lục hình, tự nhiên bị hắn ỉ vào tu vi cao đánh thắng. Vòng thứ ba, vòng thứ tư cũng giống như thế, dù sao có thể tu đến đệ thất hình đều nắm giữ tư cách tiến vào 30 người đứng đầu. Chỉ cần không phải sớm cường cường gặp nhau, thông qua 4 vòng đào thải là không thành vấn đề. Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long cũng thông qua vòng 4, nhưng giới hạn ở tu vi, bọn họ không có khả năng tiến thêm một bước. Dù thế nào cũng phải tiến vào đệ lục hình đỉnh phong, thậm chí đệ thất hình mới có tư cách xung kích trước 20. Sau đó, bọn họ đứng ngoài xem kịch. Hiện tại có 22 người thông qua vòng đào thải thứ tư, nắm giữ tư cách khiêu chiến 20 người đứng đầu, mỗi người đều có một cơ hội, thất bại sẽ chờ thêm một tháng nữa. Bắt đầu đi, một tên giáo chủ mở miệng nói. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4754, chiến đứng đầu. Lăng Hàn cũng không có vội vã xuất thủ, cao thủ nha, khẳng định không thể gấp gáp ra sân. 20 người đứng đầu đều đứng đó đầy cao ngạo, dựa theo bài danh cao thấp, chỉ cần đếm ngược là có thể biết được bài danh. Tên thứ nhất là Quan Hạ. Quan Hạ, đế tử Huyền Phong đế tộc, thế hệ Bạch Ngân, cũng là đường huynh của Quan Nguyên Minh, trong một đại tộc, quan hệ này vẫn tương đối gần. Lăng Hàn nghĩ tới lần trước bước vào Chân Long Uyên, chân ngã cảnh trổ hết tài năng không phải Thiên Linh đế tộc Trình Khánh sao, tại sao lại là Quan Hạ ngồi ở vị trí chân ngã cảnh đệ nhất cao thủ. Hắn hỏi thăm Đại Hắc Cẩu, mới biết được thì ra Trình Khánh đã bước vào hóa linh cảnh, cho nên hắn không thể tham dự chân ngã cảnh cạnh tranh. Nhưng mà, lúc trước Trình Khánh có thể hô phong hoán vũ trong chân ngã cảnh, đệ nhất cao thủ chân chính, nhưng sau khi bước vào hóa linh cảnh, bởi vì cảnh giới của hắn không cao, hơn nữa còn có chút thế hệ hoàng kim dừng lại ở cảnh giới này, tự nhiên hắn bị áp chế rất thảm, hắn không có tiến vào top 20. Thì ra là thế, Lăng Hàn gật đầu. Tiểu Hàn tử, ngươi dự định khiêu chiến ai? Đại Hắc Cẩu hỏi, còn phải nói gì nữa sao? Lăng Hàn cười một tiếng. Đại Hắc Cẩu đã hiểu, Lăng Hàn sẽ đấu với kẻ đứng đầu. Ngươi kiềm chế một chút, đừng lộ ra bí mật ngươi là đệ thập hình. Đại Hắc Cẩu nhắc nhở, nếu việc này truyền đi, cho dù là vách quan tài của Tổ Vương cũng không ép được, cả đám sẽ thi biến sống lại. Biết rõ, Lăng Hàn gật đầu, một kẻ không đáng tin cậy như thế lại nhắc nhở mình, thật sự là không biết xấu hổ. Lần lượt có người khiêu chiến, nhưng căn bản đều thất bại, người thành công rất ít, hơn nữa chỉ đứng ở vị trí 18, 19, 20, bị người ta đánh xuống cũng có đánh trở về, thuộc về rằng co bình thường. Lăng Hàn thấy Đinh Thụ đã ngo ngoe muốn động, hắn giành lên trước. À, Lăng Hàn muốn khiêu chiến, hắn chọn ai? Mặc dù hắn là đệ thất hình, nhưng chân ngã quá yếu, hắn chỉ có thể xếp cuối cùng trong đệ thất hình. Cho nên, ta cho rằng hắn không khiêu chiến người vượt qua 15. Hắc hắc, có kẻ yếu hơn cả hắn đấy, ví dụ như Ngưu đế tử. Phốc, thật nhiều người đều bật cười, sau này Ngưu Đằng Phi khẳng định sẽ trở thành trò cười, đánh nhau cùng cấp còn thua cả phàm thai, hắn đã mất hết mặt mũi. Ngưu Đằng Phi không rời đi, hắn không cam tâm, hắn muốn xem Lăng Hàn bị đánh bại, nghe lời đàm tiếu của mọi người, sắc mặt hắn đỏ bừng. Nhưng nơi này cơ bản đều là đế tử, không có ai địa vị thấp hơn hắn, hắn có tức giận thì như thế nào, người ta lại không sợ hắn, nếu không cũng không ở đây châm chọc hắn. Đều là Lăng Hàn, chỉ trách tên ác tặc này. Đôi mắt Ngưu Đằng Phi phun lửa, hận không thể xông lên chém giết Lăng Hàn. Hắn không cam lòng, thân là đế tử, hắn tự nhiên nắm giữ rất nhiều tuyệt học, hắn chưa kịp thi triển đã bị đánh ngã nên không cam lòng. Nhưng mà hắn cũng tò mò, Lăng Hàn sẽ chọn quả hồng mềm nào. Đúng lúc này, Đinh Thụ cũng nhảy ra ngoài. Ta khiêu chiến hắn, ta chọn hắn. Trong cùng một thời gian, Lăng Hàn cùng Đinh Thụ đưa tay chỉ vào Quan Hạ. Cái này. Mọi người nhe răng,
Đây chính là Quan Hạ đấy, thế hệ Bạch Ngân, chẳng những sớm liền tu đến đệ thất hình, thậm chí chân ngã là sáu máu. Nếu không phải hắn muốn xung kích đệ bát hình, khiêu chiến độ cao của thế hệ Hoàng Kim, kỳ thật hắn đã sớm tiến vào hóa linh cảnh. Đối thủ như vậy tránh còn không kịp, tại sao còn cướp khiêu chiến? Nhất là Lăng Hàn, hắn đang đeo nhiệm vụ, nếu hắn khiêu chiến thất bại, hắn vô duyên trước 20, sẽ bị học viện, đuổi ra khỏi cửa. Dưới áp lực như thế, hắn còn dám khiêu chiến kẻ thứ nhất là Quan Hạ. Hắn to gan lớn mật cỡ nào? Lăng Hàn khiêu chiến trước. Một tên giáo chủ nói, Đinh Thụ bất đắc dĩ, hắn đành phải lui sang một bên. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu Lăng Hàn thắng, hắn có thể đánh bại Lăng Hàn là được, mà Lăng Hàn bại, ha ha, đó là chuyện không có khả năng. Đúng lúc, hắn muốn đánh một trận thống khoái với Lăng Hàn. Quan Hạ đi ra, khinh thường nhìn Lăng Hàn. Hai người cũng không phải là lần đầu gặp mặt, trước đó đã đánh một lần, nhưng mà, lần đó tu vi của Quan Hạ hơn xa Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ có thể bằng vào tinh bộ mới có thể tránh thoát, nhưng không có thực lực đánh chính diện. Hiện tại, trải qua mười mấy năm, tu vi Lăng Hàn tăng trưởng, mà Quan Hạ cũng từ đệ lục hình bước vào đệ thất hình, kỳ thật tiến bộ cũng khá kinh người. Lần này, ngươi không có chỗ trốn. Quan Hạ thản nhiên nói, thế hệ Bạch Ngân xuất thủ mà không trấn áp người tu vi thấp hơn mình, đây là sỉ nhục của hắn. Nhưng lần này hắn sẽ xóa sạch sỉ nhục lần trước. Lăng Hàn mỉm cười, vì sao ta phải trốn? Ha ha, người nào đó đã quên bị truy sát chạy khắp nơi rồi. Quan Hạ khinh thường nói. Lăng Hàn lắc đầu, lúc kia ta là chân ngã đệ tam hình, ngươi là đệ lục hình, muốn ta đối kháng chính diện với ngươi, đó mới là chuyện ngu xuẩn không gì sánh bằng. Quan Hạ không còn gì để nói, đúng thế, chênh lệch cảnh giới quá lớn, Lăng Hàn không địch lại rất bình thường. Ngược lại, kém ba tiểu cảnh giới, Lăng Hàn vẫn có thể thoát khỏi tay của thế hệ Bạch Ngân, đây mới là chuyện khó tin. Hắn lập tức thu thập tâm tình, thản nhiên nói, ta hiểu được, ngươi bị trận chiến kia kích thích, cho nên đi con đường bàng môn tà đạo gia tăng cảnh giới, nhưng phẩm chất chân ngã nha, ha ha. Không cần nói thì mọi người cũng biết, Lăng Hàn đệ thất hình chính là phàm thai. Con đường tu vi, cần đi từng bước một, con đường tốc thành sẽ trả giá lớn. Tự, thật cũng đúng như thế, Lăng Hàn bỏ ra một cái giá lớn, không chỉ phẩm chất chân ngã hạ xuống, cũng tổn thương căn cơ sinh mệnh, kém chút đã xảy ra vấn đề lớn. Quan Hạ suy luận hợp tình hợp lý, tất cả mọi người gật đầu, khó trách Lăng Hàn tu ra đệ thất hình yếu như vậy, thì ra là đạo lý này. Lăng Hàn cười một tiếng, ngươi tới chiến đấu hay tới giải thích? Bại ngươi! Quan Hạ lắc đầu, nói, chỉ là việc mấy chiêu. Tốt, ta rửa mắt chờ. Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay. Vô tri. Quan Hạ cười lạnh một tiếng, hắn duỗi ngón tay điểm về phía Lăng Hàn, lúc này ánh sao bay đầy trời. Oanh, mỗi một đạo ánh sao to như nắm đấm, có một ít ẩn hiện như mưa rơi, tất cả đều bay về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ, hắn không sợ. Việc này là đương nhiên, hắn đã là đệ thập hình, cho dù chân ngã cảnh nơi này cùng tiến lên, hắn cũng có thể một tay trấn áp. Nếu như có người biết hắn hắn có thể trấn áp hóa linh nhị biến, như vậy ý nghĩa sẽ khác biệt. Bành, bành, bành. Ánh sao rơi xuống trên người Lăng Hàn, hoặc vừa tới gần đã nổ tung, lúc này phù văn thành phiến, năng lượng kinh khủng bắn ra ngoài và hóa thành từng đám mây hình nấm màu vàng. Lăng Hàn biến mất không thấy. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4755, đao sáu màu. Đây chính là thực lực của Quan Hạ, đây mới là thực lực chân chính của đệ thất hình. Tiểu tử này quá to gan, lại dám chọi cứng một kích này. Ha ha, lần này hắn sẽ bị đuổi ra khỏi học viện. Tất cả mọi người cười lạnh, nơi này là đế tộc mở ra, có một số ít là đạo tử thánh địa, còn lại có ai chống lại đế tử đế nữ. Phi, cho dù các ngươi chết 100 lần, tiểu hàn tử cũng không mất sợi lông. Đại Hắc Cẩu cười nói, không phải Long Gia xem thường các ngươi, các ngươi ở trong mắt ra chính là một đám rác rưởi. Tiểu Thanh Long mở miệng không tha người, đáp trả cực kỳ sắc bén. Đám người xung quanh tức giận, nếu không phải nơi đây là sân đấu võ có mấy vị cường giả tọa trấn, bọn họ muốn xé miệng hai gia hỏa này. Ha ha, không tiếp được một chiêu, còn có cái gì để nói? Một tên đế tử lạnh lùng nói, sự thật thắng hùng biện. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu xem thường, hiện tại thắng bại đã phân sao. Nhược Chí,
bây giờ còn chưa phân ra thắng bại. Tên đế tử bật cười, nói, tại sao đám người các ngươi chỉ biết lấp liếm sự thật? Phi, các vị đại nhân còn chưa tuyên bố kết quả, ngươi nhảy nhỏ như vậy làm gì? Đại Hắc Cẩu nhổ mấy ngụm nước miếng. Long Gia đoán, gia hỏa này có quan hệ xác thịt gì đó với quan hạ. Tiểu Thanh Long nói chắc như đinh đóng cột. Tên đế tử kia suýt thổ huyết, hắn chỉ nói sự thật, tại sao lại có quan hệ xác thịt với quan hạ? Chớ có ồn ào. Một tên giáo chủ trầm giọng quát, lúc này mọi người im lặng. Trong chiến trường, ánh sáng dần dần biến mất, chỉ thấy Lăng Hàn đứng đó mà không có tổn thương gì. Làm sao có thể? Lập tức, tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại, gia hỏa này miễn cưỡng thừa nhận một kích của quan hạ, dù quan hạ không hề sử dụng toàn lực, tại sao hắn có thể dễ dàng thừa nhận? Chẳng lẽ gia hỏa này mặc bảo giáp gì đó, có thể chống cự công kích cuồng bạo như thế? Không công bằng. Đúng, trong chiến đấu không cho phép sử dụng pháp khí. Bằng không ta mời một kiện thánh khí, không phải có thể quét ngang vô địch. Tất cả mọi người kêu lên, cho rằng Lăng Hàn đang phá hủy quy tắc. Ngậm miệng. Tên giáo chủ kia trầm giọng quát, Lăng Hàn cũng không có sử dụng pháp khí. Cái gì? Mọi người không tin, tại sao có thể như thế? Quan hạ hít sâu một hơi, vẻ mặt hắn nghiêm túc không gì sánh bằng. Nếu giáo chủ đã nói Lăng Hàn không có sử dụng pháp khí, nhất định là như thế, hắn nhận ra vị giáo chủ này, mặc dù không phải gia tộc của mình nhưng cũng là người Khổng Tước đế tộc, tuyệt đối không có khả năng thiên vị Lăng Hàn. Chỉ có thể, thực lực Lăng Hàn rất mạnh, hắn cần động thủ thật sự. Ông, toàn thân quan hạ phát sáng, ở bên phải của hắn xuất hiện cây đao sáu màu, trên thân đao còn có hoa văn huyền diệu lưu chuyển. Hắn đưa tay nắm một cái, cây đao bay vào trong tay. A, à, không phải nói không thể dùng pháp khí sao? Lăng Hàn ngương mắt nhìn, hắn kinh ngạc, cây đao này dùng đạo tắc làm cốt, năng lượng tầng thứ cao làm nhận, cũng không phải là đao thật. Sáu màu, chân ngã, Lăng Hàn, thử uy năng một đao của ta. Quan hạ lạnh lùng nói ra, hắn vung đao chém tới, ánh sáng sáu màu như chém đứt thiên địa. A, à, chân ngã còn có thể dùng làm vũ khí hay sao? Lăng Hàn thật sự không biết, đây là bí pháp chỉ có đế tộc mới nắm giữ, hoặc có lẽ do quan hạ đạt được kỳ ngộ nên nắm giữ thần thông như thế. Thử uy lực một chút xem sao. Lăng Hàn ngưng quyền, hắn ngăn cản đại đao chém tới. Bành! Một kích này chém tới, quan hạ bị đánh bay ra ngoài, thân thể Lăng Hàn chỉ lắc lư, cho dù hắn áp chế tu vi xuống đệ thất hình vẫn có thể ổn định áp chế quan hạ. Nhưng hắn nhìn tay của mình, trên tay xuất hiện vết máu. Phải biết, hắn còn kiêm tu thể thuật, thể phách cường hoành không gì sánh được, lại phối hợp năng lực tự động hóa giải sáu trọng thiên công kích, hắn còn bị đệ thất hình đánh bị thương. Thứ này không phải dùng mẫu kim luyện chế mà thành, có ý tứ. Lăng Hàn hai mắt sáng lên, lập tức liền đến hứng thú. Mà mắt thấy quan hạ bộc phát một đao mạnh như thế, có rất nhiều đệ tử mở mày mở mặt, lớn tiếng kêu gào ủng hộ. Quan đế tử tốt, đây mới là thực lực chân chính của thế hệ Bạch Ngân. Tiện cẩu, thằn lằn, hiện tại các ngươi còn có lời gì để nói? Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đều xem thường, Lăng Hàn không có quyết tâm dùng toàn lực, thật không biết các ngươi đắc chí làm gì. Lăng Hàn vẫy vẫy nắm đấm, đây chỉ là vết thương nhỏ, có thể dùng đổ máu ngay lập tức. Sử dụng chân ngã làm nhận, lực sát thương sẽ rất mạnh. Ta cũng có thể làm được. Tâm niệm Lăng Hàn vừa động, hủy diệt chân ngã xuất hiện. Quả nhiên, thường thường không có gì lạ, quá bình thường. Tất cả mọi người nhìn thấy tận mắt, cũng khẳng định trong nội tâm, Lăng Hàn xong đời. Cho dù hắn hiện tại tu thành đệ thất hình, nhưng chất lượng chân ngã như thế thì làm sao lột xác lần nữa. Hắn sử dụng phàm thai bước vào hóa linh cảnh, hắn có thể tu ra mấy linh thân. Yếu đến đáng sợ, Lăng Hàn không thèm để ý chút nào, hắn khống chế chân ngã biến thành cây búa. Ha ha! Quan hạ cười lạnh, nói, ngươi cho rằng, nhìn ta vận chuyển một lần thì ngươi liền có thể biến chân ngã thành binh khí. Thật sự là quá ngây thơ. Hắn đã một chân bước vào hóa linh cảnh, cho nên mới có thể ngưng tụ chân ngã thành binh khí, có thể xưng là bán linh thân. Ngươi không có cảm ngộ hóa linh cảnh, ngươi không thể làm được. Oanh, hắn xuất đao chém tới không lưu tình chút nào, hắn muốn dùng xu thế lôi đình vạn quân đánh bại Lăng Hàn. Lăng Hàn cực kỳ tùy ý. Hắn sử dụng hủy diệt chân ngã hóa thành cây rìu đón đỡ. Cây đao và cây rìu va chạm với nhau cũng không có phát sinh va chạm thực chất gì, bởi vì hủy diệt chân ngã cũng không phải thật thể, cây đao lập tức chém vào cổ Lăng Hàn.
Tất cả mọi người tràn đầy chờ mong, thực hy vọng Lăng Hàn trốn không kịp bị một đao bêu đầu. Nếu như Lăng Hàn thực sự chết ở nơi này, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng không thể nói gì hơn, luận bàn rất bình thường, viện thủ không kịp cũng có thể lý giải. Lại nói, đó là do Lăng Hàn chủ động khiêu khích quan hạ trước. Ghi hình chưa? Có đế tử hỏi. Đương nhiên. Như vậy sẽ có chứng cớ, ngươi xem, là Lăng Hàn tự tìm đường chết. Xoát, chém tới một đao, Lăng Hàn lui lại tránh né một đao này. Tâm tư của hắn dùng vào việc làm sao biến chân ngã thành binh khí, bởi vậy, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, giống như một đứa bé phát hiện ra đồ chơi mới. Thế nhưng mà, hắn hoàn toàn không làm được, mặc hắn thiên tài đi nữa cũng không có khả năng chỉ nhìn người khác thi triển một lần là làm được. Mấy chục chiêu qua đi, Lăng Hàn cũng lâm vào hạ phong, bị quan hạ khống chế tràng diện. Nhưng mặc cho quan hạ công kích hung ác như thế nào, hắn cũng không thể biến ưu thế thành thế thắng. Lăng Hàn có tính bền dẻo vô tận, mặc cho ngươi nghiền ép thế nào cũng có thể gánh vác được. Việc này làm mọi người im lặng, muốn đánh bại Lăng Hàn có khó khăn như thế sao? Quên đi. Lăng Hàn lắc đầu, biến chân ngã thành binh khí khẳng định cần bí quyết, không có bí quyết không làm được. Hắn cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi, bởi vì đến hóa linh cảnh, chân ngã sẽ diễn biến thành linh thân. Hắn cách hóa linh kém một tia, không cần thiết lãng phí tinh lực như vậy. Ân, quyết tâm. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4756, quyết tâm. Lăng Hàn quyết định quyết tâm, khí thế của hắn đã khác biệt, lực lượng kinh khủng sôi trào, hắn đấm một quyền mang theo khí thế nghiền ép tấn công quan hạ. Cái gì? Quan hạ kinh hãi, tại sao thực lực của Lăng Hàn tăng lên nhiều như thế? Nhưng hắn có thể né tránh sao? Hắn vẫn đè đánh Lăng Hàn, đối phương vừa hoàn thủ thì hắn không dám đón đỡ. Hắn hét lớn một tiếng, hắn vung đao chém vào người Lăng Hàn. Tốt, dứt khoát chém đối phương thành hai nửa. Bành, nắm đấm đụng vào cây đao, nhưng lần này kết quả lại khác biệt, cây đao sụp đổ và hóa thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, quan hạ cũng bị đánh bay ra ngoài, hắn bay một đường cong trên bầu trời và rơi xuống đất, bụi bặm bay đầy trời. Lúc này toàn trường yên lặng như tờ. Tình huống như thế nào? Quan hạ bị điên sao? Tại sao bị một đấm đánh bại? Ha ha ha! Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long cười to. Thế nào? Các vị rác rưởi phục chưa? Không, có chút thực lực thì ít nói nhảm, tránh tự tìm mất mặt. Hai tên gia hỏa này bắt đầu trào phúng thỏa thích, ai bảo những người kia trước đó phách lối như vậy. Hai người này mở miệng rất độc, cho dù đám đế tử có mười mấy cái miệng cũng không chịu nổi. Quan hạ, nhanh đứng lên. Ngươi chính là người nổi bật trong thế hệ Bạch Ngân đấy. Đứng lên đi. Tất cả mọi người động viên quan hạ nhưng không làm được. Hắn đã bị một quyền của Lăng Hàn đánh hôn mê. Thấp hơn Lăng Hàn ba tiểu cảnh giới, hắn làm sao có thể địch nổi một quyền của Lăng Hàn. Không có đánh chết đã là tốt lắm rồi. Lăng Hàn vỗ tay và nói, ta có phải đệ nhất hay không? Nhìn hắn không quan tâm, tất cả mọi người đều muốn đánh hắn. Quá phách lối, thật sự là quá phách lối. Nhưng quan hạ đã bị đánh bại, bọn họ trừ dương mắt nhìn ra, còn có thể làm gì? Bọn họ đều không nghĩ ra, rõ ràng chân ngã của Lăng Hàn như thế bình thường, vì cái gì có thể bộc phát ra chiến lực khủng bố như vậy? Đáng tiếc, Hàn Đế đi ám vân địa ngục, hắn là người có khả năng đột phá đệ bát hình nhất trong thế hệ Bạch Ngân. Có người đột nhiên nói, trên mặt mang theo tiếc nuối. Ân, có không ít người gật đầu. Hàn Đế có thiên phú yêu nghiệt, có xu thế đuổi kịp thế hệ Hoàng Kim, nghe nói vì đột phá bản thân, hắn mạo hiểm tiến vào ám vân địa ngục, bây giờ không hề có tin tức, cũng không biết nói thế nào. Với thiên phú của Hàn Đế, có lẽ hiện tại đã đột phá đệ bát hình, nếu hắn có thể ở đây, Lăng Hàn không thể lớn lối như thế. Đáng tiếc, tất cả mọi người là cắn răng, không có biện pháp, chỉ có thể nhìn Lăng Hàn đắc ý ngông cuồng. Nhưng bọn họ lại không biết, Hàn Đế đã bước vào đệ bát hình, hơn nữa còn chiến với Lăng Hàn một hồi, lại bị Lăng Hàn oanh sát. Đệ bát hình đánh với đệ thập hình, hơn nữa còn là yêu nghiệt như Lăng Hàn, hắn không phải muốn chết sao? Lăng Hàn không có ý nói ra chân tướng, hắn cao, ngạo nhìn đám người, dáng vẻ cực kỳ phách lối. Không người khiêu chiến, Lăng Hàn không thú vị đứng đấy, ánh mắt của hắn nhìn Đinh Thụ. Đinh Thụ lại cho hắn nụ cười cổ quái, hắn khiêu chiến tên đế tử thứ hai, hắn nhanh chóng đánh bại đối phương và thay vào. Hắn đi đến bên cạnh Lăng Hàn, khoanh tay,
vì cái gì không khiêu chiến ta? Lăng Hàn dùng thần thức truyền âm hỏi, ngươi ta có quá nhiều bí mật, không nên đánh ở đây. Đinh Thụ đáp. Lăng Hàn gật đầu, nếu như Đinh Thụ thực sự khiêu chiến hắn, vậy hắn khẳng định sẽ áp chế chiến lực, đánh một trận như thế không tận hứng. Tốt, hẹn thời gian, chúng ta đi một tinh cầu hoang vu khai chiến. Một lời đã định. Sau trận chiến này, Lăng Hàn cũng danh chấn học viện, trước đó tất cả mọi người cho rằng hắn không được, chân ngã thoái hóa thành phàm thai. Nhưng một trận chiến này lại thể hiện uy danh của Lăng Hàn, đại gia ngươi vẫn trâu bò như xưa. Chuyện này làm đám người hiếu kỳ, tại sao Lăng Hàn có thể lợi hại như vậy? Lăng Hàn đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện, đúng thế, học viện Tổ Vương không keo kiệt ban thưởng phương diện này, ban thưởng 10 hạng đầu rất phong phú, đủ giúp tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng. Nhưng mà, tai họa ngầm của Lăng Hàn vẫn chưa giải quyết, sinh mệnh bản nguyên của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, cần tiên dược đại bổ chữa trị bị sinh mệnh bản nguyên hao tổn. Đại dược này đặt trong đế tộc cũng cực kỳ trân quý, tự nhiên không có khả năng lấy ra làm ban thưởng, cho nên Lăng Hàn không có khả năng đạt được đại dược như thế trong học viện Tổ Vương. Được rồi, hắn cứ tăng tu vi lên, ngược lại bây giờ còn chưa đạt tới đệ thập hình đỉnh phong, khoảng cách đột phá hóa linh cảnh còn xa, không vội suy nghĩ vấn đề này. Qua vài ngày sau, Đinh Thụ liền chạy tới, kéo hắn đi tinh cầu không người đại chiến. Lăng Hàn vui vẻ đáp ứng, hắn rất muốn biết rõ cực hạn của Đinh Thụ nằm ở nơi nào, lại nắm giữ bí thuật gì, mặc dù mọi người cùng bước ra từ nguyên thế. Giới, đều là một nghèo hai trắng, cần bắt đầu lại từ đầu, nhưng người như bọn họ sẽ có đại cơ duyên, tuyệt đối không thể khinh thường. Hai người đại chiến, Lăng Hàn tận lực biểu hiện toàn lực, miễn cho bị Đinh Thụ nhìn ra mánh khóe, hắn áp chế tu vi để cửu hình trung kỳ đại chiến với Đinh Thụ. Một trận chiến này, Đinh Thụ tuyệt đối đã dùng toàn lực ứng phó, Lăng Hàn thấy được rất nhiều bí mật của đối phương. Không giống với Lăng Hàn, Đinh Thụ cũng không có năng lực hóa giải 6 trọng thiên công kích, nhưng hắn lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng chiến lực 3 trọng thiên, chuyện này tương đối khủng bố, bất ngờ không đề phòng, Lăng Hàn kém chút ăn thiệt thòi. Cũng may phòng ngự của hắn cường đại làm người ta không nói được lời nào. Đinh Thụ lại công mấy chiêu, hắn dừng tay và chán nản thở dài. Ngươi có thể hóa giải công kích, ưu thế này quá lớn. Hắn bất đắc dĩ, sau đó hiếu kỳ hỏi, cực hạn của ngươi là bao nhiêu trọng thiên? Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, trong 6 trọng thiên. Ê! Đinh Thụ hít khí lạnh, nói, ta thức tỉnh một môn thần thông, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng chiến lực 3 trọng thiên. Nó chính là thần khí giúp ta lật bàn, nhưng gặp được gia hỏa như ngươi chẳng khác gì gặp khắc tinh. Lăng Hàn cười ha ha, vỗ vai hắn và nói, cho nên, về sau phải nhớ gọi ta là lão đại. Đương nhiên Đinh Thụ không muốn, hắn cũng là bá chủ nguyên thế giới. Nếu không như thế này, chúng ta đánh cược. Đôi mắt hắn đảo một vòng, nói, nếu như trong chúng ta có người có thể đột phá đệ thập hình, người không thành công phải gọi là tiểu đệ. Ha ha, ngươi có ngộ rất cao nha, đúng là tài liệu làm tiểu đệ. Nếu cả hai cùng đột phá và không đột phá thì sao? Lăng Hàn hỏi. Vậy thì chờ bước vào hóa linh cảnh xem ai có thể đánh vỡ cực hạn chân chính. Đinh Thụ nói. Được. Lăng Hàn thông khoái gật đầu, bởi vì hắn đã đứng ở thế bất bại, nói, ngươi cũng đừng hối hận. Đương nhiên. Đinh Thụ ngạo. Nghĩ, nói, ngươi cũng không cần hối hận. Hắc hắc, ta rất hứng thú thu ngươi làm tiểu đệ. Cũng vậy. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Thần Đạo Đan Tôn chương 4757, Bách Lý Lạc Dương. Học viện Tổ Vương, một đám đại nhân vật tôn giả ngồi vây quanh nhau, đều không nói gì, bầu không khí vô cùng áp chế. Hừ, nhìn hung thủ giết hại người đế tộc lắc lư trước mặt cả ngày, đây là chuyện nhục nhã cỡ nào. Có một vị tôn giả vỗ bàn và lớn tiếng nói, trên mặt mang theo phẫn nộ. Đây là quan tôn giả của Huyền Phong đế tộc, đế tử quan Nguyên Minh của bọn họ chết trong tay Lăng Hàn, tự nhiên xem Lăng Hàn như cây đinh trong mắt. Có biện pháp gì không? Ngưu tôn giả của Ngưu Ma đế tộc nói, trên đầu của hắn mọc ra sừng trâu màu đen. Có phù văn huyền diệu phát sáng và sinh ra uy áp kinh khủng, cho dù là giáo chủ ở trước mặt hắn cũng phải run lẩy bẩy phần. Ngay cả quan hạ cũng không phải là đối thủ của hắn, Hàn đế còn ở bên trong ám vân địa ngục, thế hệ Bạch Ngân không còn ai là đối thủ của kẻ này. Một vị Bồ Tát Phật tộc Nam Thiên vực nói, trong thời gian ngắn, các tôn giả đều im lặng, nếu bảo bọn họ xuất thủ, giết Lăng Hàn dễ như lật bàn tay.
nhưng trừ phi bọn họ không muốn sống nữa, cũng dự định chọc nguy hiểm to lớn cho gia tộc sau lưng, bọn họ sẽ không ra tay với Lăng Hàn. Còn có một người, nói không chừng có thể trị được ác tử kia. Thạch tôn giả của Kim Đỉnh đế tộc nói, người nào? Các tôn giả đều hỏi. Thạch tôn giả nhìn sang tôn giả của Tử Vi đế tộc, như vậy phải hỏi Hàn Vân lão huynh. Bách Lý Hàn Vân ngây người, nói, ngươi nói là nghịch tử kia. Thạch tôn giả thở dài, nói, Hàn Vân lão huynh, Lạc Dương lúc trước cũng chỉ quá trẻ tuổi nên mới có thể phạm sai lầm lớn như thế. Nhưng mà, hiện tại hắn cũng bị trừng phạt thích đáng. Cũng nên thả hắn ra được rồi. Bách Lý Hàn Vân không nói, sắc mặt của hắn rất âm trầm. Các tôn giả không biết tình huống nên không tiếp lời, bọn họ cũng tò mò, nghe khẩu khí của Thạch tôn giả. Người tên Lạc Dương có thiên phú hết sức kinh người, nhưng lại bởi vì phạm vào sai lầm lớn nên bị Bách Lý gia tộc giam lại. Thạch tôn giả tiếp tục nói, hơn nữa, bảo Lạc Dương đi ra cũng cho hắn lấy công chuộc tội. Bách Lý Hàn Vân lại suy nghĩ một lúc, nói, bản tôn sẽ liên lạc với gia tộc, nói một chút về đề nghị này. À, vậy thì chờ tin tức tốt của Hàn Vân huynh. Thạch tôn giả gật đầu. Bách Lý Hàn Vân rất dứt khoát, hắn trực tiếp xé rách hư không rời đi. Hắn vừa rời đi, các tôn giả khác đều hiếu kỳ, nhao nhao hỏi thăm người tên Lạc Dương là ai. Bách Lý gia tộc gặp may mắn, thế hệ Hoàng Kim có Bách Lý Thiên, thế hệ Bạch Ngân có Bách Lý Vân, nhưng các ngươi cũng không biết. Bách Lý gia tộc còn có một thiên tài tên là Bách Lý Lạc Dương, nghe nói thiên phú của hắn còn trên Bách Lý Vân, đuổi sát thế hệ Hoàng Kim. Nhưng mà, Bách Lý Lạc Dương từng làm ra bê bối to lớn. Hắn quan hệ bất chính với thím của mình, sau khi phát hiện đã bị Bách Lý gia giam lại, tính toán thời gian cũng đã 4-50 năm. Thạch tôn giả nói, các tôn giả đều kinh ngạc, quan hệ bất chính với thím của mình, tiểu tử này thật to gan. Hơn nữa, đều là đế tộc, trên đời này có mỹ nữ nào không thể lấy tới tay, tại sao phải nhìn chằm chằm vào thím của mình? Bởi vì quá mức hiếm lạ, các tôn giả cũng sinh ra tâm bát quái. Nhưng mà phạm sai lầm lớn như thế, Bách Lý gia cũng không có giết chết hắn, chỉ giam lại, thiên phú của gia hỏa này cực cao. Thạch tôn giả lại nói, đã giam 4-50 năm, tu vi của hắn theo kịp không? Có tôn giả hỏi. Bách Lý gia cũng không có dự định từ bỏ tộc nhân này, giam lại chỉ mài rũa tâm tính của hắn mà thôi, cung cấp. Tài nguyên không ít đi chút nào. Thạch tôn giả cười nói, xem phản ứng của Bách Lý Hàn Vân, Bách Lý Lạc Dương hiện tại vẫn còn ở chân ngã cảnh. Có thể trấn áp ác tử Lăng Hàn không? Có tư chất so với thế hệ Hoàng Kim, có lẽ hắn đã đạt tới đệ bát hình. À, vậy chúng ta rửa mắt chờ xem. Tử Vi đế tộc. Dưới một khe núi có người trẻ tuổi ở trần ngồi dưới thác nước, hắn thừa nhận thác nước oanh kích. Nhìn kỹ sẽ phát hiện thác nước là đạo tắc hình thành, xung kích trên thân người tuổi trẻ kia, phù văn vô tận nổ tung. Người trẻ tuổi kia ngồi xếp bằng như bàn thạch, trên người lại có từng đạo thần văn hiển hiện và đan vào nhau tạo thành phù văn phức tạp. Hắn mặt như đao gọt, thần sắc kiên nghị, giống như hắn đã khám phá tất cả hồng trần thế gian. Xèo, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, lập tức có hai đạo thần quang bắn ra. Phía trước đã xuất hiện một lão giả, nhìn hắn rất bình thường nhưng nhìn kỹ lại giống như trời cao đang nhìn hắn, cường đại đến không thể hình dung. Bách Lý gia, Quý Thủy Thánh Nhân, có thể tiếp nhận thác nước quy tắc trùng kích, ngươi nên bước vào đệ bát hình. Quý Thủy Thánh Nhân nói, cho dù thác nước xung kích tạo ra tiếng động như sấm sét nhưng giọng nói của hắn vẫn vang lên rõ ràng. Người tuổi trẻ kia đứng lên, hắn nhanh chân bước ra khỏi thác nước, sau đó hắn hành lễ với Quý Thủy Thánh Nhân, nói, Lạc Dương bái kiến Quý Thủy Lão Tổ. Quý Thủy Thánh Nhân gật đầu, ngươi ở chỗ này đã 41 năm, cũng đã thanh tỉnh hơn nhiều, hiện tại có một cái nhiệm vụ cần giao cho ngươi. Mời Lão Tổ phân phó. Người tuổi trẻ kia hơi khom người, nhưng trên mặt lộ ra vẻ mặt kiên quyết. Giết một người, Quý Thủy Thánh Nhân nói. Hả? Người tuổi trẻ kia sững sờ, đế tộc giết người còn cố ý sai khiến hắn. Ai? Hắn trầm giọng hỏi. Người này tên là Lăng Hàn. Quý Thủy Thánh Nhân nói, hiện tại, ngươi lập tức đi học viện Tổ Vương đưa tin, chuyện sau đó sẽ có tứ. Thúc nói cho ngươi biết. Vâng, người tuổi trẻ kia gật đầu. Học viện Tổ Vương. Lăng Hàn có lượng lớn tài nguyên tu luyện, tu vi tăng lên nhanh chóng, đương nhiên không thể so sánh với Nguyên Đạo Thạch. Nếu không, trong một năm hắn có thể tăng lên đệ thập hình đỉnh phong, hiện tại hắn cần thời gian 3-4 năm. Trừ phi hắn có được thiên tài địa bảo mới có thể rút ngắn thời gian này. Cảnh giới cao đều thông qua thời gian mài luyện, tuyệt đối không có khả năng một lần là xong.
Cuộc sống bình tĩnh chỉ kéo dài mấy ngày, Lăng Hàn liền nhận được một nhiệm vụ. Trong học viện Tổ Vương cũng không phải có thể tu luyện cả ngày. Cường giả chân chính tuyệt đối không phải tu luyện được, mà là đánh ra. Cho nên, qua một thời gian, học viên trong học viện Tổ Vương sẽ bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ, trên cơ bản sẽ là nhiệm vụ nguy hiểm mài giũa bản thân. Lăng Hàn nhận được nhiệm vụ chính là càn quét đám trộm mỏ chân vân kim. Chân vân kim là tài liệu kim loại chân quý, có thể dung hợp luyện chế tiên khí, sau khi gia nhập thứ này sẽ gia tăng khả năng thành công khi luyện chế. Đông Hà Tinh chính là nơi sản xuất chân vân kim địa phương, thuộc về sản nghiệp của Vạn Lôi Đế tộc. Nhưng thực tế khống chế quặng mỏ lại là một gia tộc phụ thuộc của Vạn Lôi Đế tộc, bởi vậy có kẻ trộm to gan lớn mật khai thác trộm chân vân kim. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4758, thích khách lại tới. Đây là nhiệm vụ một mình, bởi vậy, sau khi Lăng Hàn nhận được nhiệm vụ thì lên đường đi tới Đông Hà Tinh. Sau nhiều lần truyền tống, Lăng Hàn đã đi tới nơi cần tới. Đông Hà Tinh, đây là tinh cầu lớn, cũng không phải tinh thể không đủ lớn, mà là cấp độ võ đạo của tinh thể không cao, người mạnh nhất cũng chỉ là hóa linh cảnh. Lăng Hàn đi tới Lưu gia trưởng quản mỏ chân vân kim. Hắn lộ ra thân phận, lập tức đạt được Lưu gia nhiệt. Liệt hoàn nghênh, bọn họ có thể không nhiệt tình hay sao? Trên tiệc tối, mấy nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi của Lưu gia liên tiếp mời rượu, chỉ cần Lăng Hàn nguyện ý, có lẽ ban đêm sẽ đưa tới cửa phòng. Đây chính là học viên học viện Tổ Vương đấy, chỉ cần không chết, tương lai chí ít cũng là đại năng cấp bậc tôn giả. Đối với Lưu gia mà nói, đây chính là bắp đùi cực kỳ thô to, nếu gặp được phải ôm lấy. Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không để ý tới, hắn hiện tại quan tâm chính là gia tăng tu vi lên cao hơn, có thể chân chính trưởng khống vận mệnh của mình. Hắn hỏi tới tình huống quặng mỏ nhưng Lưu gia lại biết rất ít về kẻ trộm. Không dối gạt Lăng Thế Huynh, nhóm trộm này rất trơn trượt. Gia chủ Lưu gia nói, chúng ta bố trí rất nhiều nhân thủ tại quặng mỏ, nhưng bọn chúng luôn có thể tìm ra địa phương phòng thủ yếu nhất, thừa lúc vắng mà vào. Chờ chúng ta phát hiện, thời điểm tập kết nhân thủ giết tới thì bọn chúng đều là đã chạy sạch sẽ. Cho nên, Lưu gia nắm giữ tình huống không nhiều hơn Lăng Hàn, chẳng những không biết kẻ trộm là ai, thậm chí có bao nhiêu người, người mạnh tu vi gì cũng không biết. Ai? Lăng Hàn cũng không thể trông cậy vào những gia hỏa này, hắn quyết định chính mình đi xem. Lăng Thế Huynh, để Tiểu Minh đi cùng ngươi, đúng lúc hắn cũng có việc đi tới đó. Gia chủ Lưu gia vô cùng tha thiết đẩy cháu của mình ra. Nếu như đó là cái nữ nhân, Lăng Hàn khẳng định quả quyết cự tuyệt để tránh phiền phức, nhưng nam nhân thì không cần lo lắng như vậy. Bởi vậy, hắn khẽ gật đầu, được. Lưu Minh, đời thứ ba của Lưu gia, đó là một người trẻ tuổi khí khái bừng bừng, hiện tại hắn đã có tu vi chú đỉnh. Đặt trong gia tộc hóa linh cảnh, phần tu vi này của hắn không tính là thấp, chính là hậu nhân kiệt xuất nhất của Lưu gia. Cho nên hắn khó tránh khỏi rất cao ngạo, sau khi bị gọi tới hắn chỉ gật đầu với Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng không thèm để ý, hắn bảo Lưu Minh dẫn đường. Hai, người xuất phát đi tới quặng mỏ. Quặng mỏ rất lớn, mặc dù đã khai thác mấy trăm năm, nhưng chỉ mới đào được 1/3, nhưng liếc mắt nhìn đã phát hiện đào đi một nửa, đây là việc rất chướng mắt. Lăng Huynh, quặng mỏ quá lớn. Lưu Minh nói, Lưu gia chúng ta chỉ có 300 người, chỉ có 274 người đạt tới tiên đồ, hiện tại phát ra ngoài tuần tra cũng không thể dò xét hết. Tại sao học viện Tổ Vương chỉ phái một mình ngươi tới? Hắn có phần tức giận, càng mang theo chất vấn. À, chúng ta có hơn 100 người còn không chú ý được, một mình ngươi làm sao có thể chú ý hết? Lăng Hàn cười ha ha, nhưng khí thế cường đại bộc phát làm cho tâm thần Lưu Minh bị áp bách, hắn liên tục lui về phía sau. Dù sao ta cũng là chân ngã cảnh, ngươi nên bảo trì tôn trọng thích hợp. Lưu Minh lộ ra vẻ sợ hãi, đó là sợ hãi với tử vong. Lúc trước hắn có không cam lòng mãnh liệt, rõ ràng tuổi của hắn còn lớn hơn Lăng Hàn một chút. Vì cái gì Lăng Hàn cũng đã là cao thủ chân ngã cảnh, hơn nữa còn tiến vào học viện Tổ Vương, về sau chí ít cũng có thể trở thành tôn giả. Không phải đối phương xuất thân từ đế tộc sao? Ỷ vào đây là lãnh địa của gia tộc, hắn cũng không có kính ý với Lăng Hàn, hắn tỏ ra rất ngạo mạn, cho đến giờ phút này. Hắn mới bỗng nhiên ý thức được Lăng Hàn giết hắn thì thế nào, gia tộc dám phàn nàn với đế tộc cái gì sao? Trở về đi. Lăng Hàn phất phất tay, hắn lười chấp nhặt với loại người này. Lưu Minh giật mình một cái,
hắn vội vàng xoay người bỏ chạy. Lăng Hàn mở ra thần thức câu thông địa mạch, hắn đã giám thị toàn bộ vùng núi này. Đột nhiên Lăng Hàn ngẩn ra, cũng không phải phát hiện nhóm kẻ trộm, mà là phát hiện có người đang lặng lẽ tiến tới gần mình. Quỷ ảnh bộ. Lăng Hàn lập tức có kết luận, người này sử dụng chính là quỷ ảnh bộ. Sát thủ chiến thần cung. Ha ha, tin tức của đám gia hỏa này thật linh hông, có thể nắm giữ tin tức của mình thật nhanh. Chẳng lẽ học viện có người thả ra tiếng gió? Lăng Hàn tin tưởng là cái sau, nếu không, không có khả năng hắn chân trước vừa tới, sát thủ chiến thần cung đã theo chân tới đây. Nhưng mà, chỉ xuất động một tên sát thủ hóa linh cảnh, chúng xem thường mình hay sao? Nhưng đối với chiến thần cung mà nói, sát thủ vốn chiếm cứ chủ động, có sát ý giết sơ ý. Cho dù thực lực sát thủ yếu hơn cũng có thể ám sát người có thực lực mạnh hơn, huống chi hiện tại xuất động một sát thủ hóa linh cảnh, còn chưa đủ sao. Nhưng không có ai biết, thực lực Lăng Hàn bây giờ đã có thể đánh chết hóa linh nhị biến. Lăng Hàn mỉm cười, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng chờ sát thủ kia đến. Một lát sau, hắn đã biết tên sát thủ kia tiếp cận. Không có biện pháp, cường độ linh hồn của hắn đã đạt tới cấp bậc hóa linh, thứ hai hắn còn có thể câu thông địa mạch. Cho nên hắn có được vô số ánh mắt. Thứ ba, đây cũng là trọng yếu nhất, hắn có tạo nghệ quỷ ảnh bộ còn vượt qua tên sát thủ. Cho nên, sát thủ muốn che giấu tung tích trước mặt hắn, đây không phải trò đùa hay sao? Tới gần, sát thủ kia vẫn bảo trì bình thản, rõ ràng hắn là cấp bậc hóa linh nhưng vẫn không xuất thủ. Hắn muốn tiếp cận đủ gần để tuyệt sát, từ đó Lăng Hàn không thể sinh ra suy nghĩ chạy trốn. Cuối cùng, tên này sát thủ đi tới vị trí thích hợp và xuất thủ. Xoát, một đạo hàn quang chém tới giống như có thể chém đứt thiên địa. Một kiếm chém tới, phốc, Lăng Hàn bị chém thành hai đoạn, máu tươi phun ra như suối. Sát thủ kia cười đắc ý, hắn là sát thủ hóa linh nhị biến, tự nhiên có thể tùy tiện chém chân ngã cảnh. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hắn cảm giác phía sau đau xót, thân thể lảo đảo ngã về phía trước. Hắn quay đầu nhìn lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lăng Hàn. Mục tiêu bị đánh chết sống lại, hơn nữa còn dùng một quyền đánh vào lưng của hắn, cũng đánh gãy 7-8 khối xương trên người. Ngươi, tại sao ngươi không chết? Hắn không dám tin vào mắt mình, bởi vì hắn cảm giác mình đã đắc thủ. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, đương nhiên hắn sẽ không nói cho đối phương biết, hắn đã sớm sử dụng huyễn cảnh hắc mang mê hoặc đối phương. Trước khi chết phát tin tức cho chiến thần cung, nói với bọn họ rằng, lần sau tới ám sát nhớ kỹ đừng có phái phế vật tới. Còn có, không bao lâu nữa, ta sẽ tìm ra vị trí chiến thần cung, cũng giải quyết các ngươi triệt để, ngươi khẩu khí thật lớn. Tên sát khí nói, lịch đại tổ vương không thể tiêu diệt chiến thần cung ta, ngươi tính là cái gì chứ? Mặc dù hắn trọng thương nhưng tin tưởng hắn có thể giết Lăng Hàn một lần. Các bạn vừa nghe xong tập 475 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.